Hello, xin chào tất cả anh em. Chúc anh em xem video vui vẻ nhé. Và đây là cách chơi Alice. Đó, anh em xem. Alice này chơi được một cái là cái tỷ lệ hồi mana và kim chiêu hồi mana hồi chiêu cực kỳ nhanh luôn. Nên anh em cứ yên tâm mà chơi. Ok, đang đánh nhau với gấu kìa. Gấu có vẻ phần thắng rồi. Vô thôi nào, làm gì đấy? Tao biết rồi, mít kìa. Đó kìa, rồi rồi bạn ơi. FG thế nhở? Biết họ sang liên tục, biết mình không có sang bữa luôn. À đây, lên nào, anh lên. Một nghìn năm rồi. SP nó ít tiền hơn mình. À đây, lên nào, à đây ơi. À đây này quá. Đây, mày cái chơi, thằng này, à, bị ngáo. Ơi ông bật nó tí sớm đấy. Ông rừng này bật nó tí sớm quá, băng trụ bật. Ăn rồng, ăn rồng. Ăn tạm con rồng bạn ơi. Cái trụ vậy. Nhảy vào bắt lộn với tôi này. Ôi, tôi đánh thường mà. Đánh thưởng nhưng đúng thời điểm anh em ơi. Vãi rồi, thôi.
AD đi đường AD nhá, tôi đi đường tôi đây, hai thằng dựng luôn. Trụ ghê đấy. Needs Alice. Sao dạ. Rồi xong rồi. Đây đây đây. Nè, chúng rồi đó. Hay không? Tiếp tục choáng kia. Một roi kìa cắn thế. Rồi, liên tục choáng. Ê, cứ lên, anh em, cứ lên. Đó. Ôi trời. Okay. Anh chắc kèo thôi. À, cứ lên này. Hello hai con vợ. Ôi rồi. Đập một khi ăn cái sơ luôn à. Dừng ơi. Hello. Hello bạn.
chà. Chơi. Màn phối hợp quá đẹp. Tiếp tục lấy trụ này. Còn gì nữa đâu mà cóc với những sầu. Ơ chưa chết đây. Chưa chết nè. Lên bảng ngay. Ta đi rụng trứng luôn. Ok. Anh em đã cảm thấy hay thì hãy cho mình một like, một sub, một đăng ký để phát triển kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Liệu có được MVP không anh em ơi?